Alo em mình là, cho nên mình là rồi bà. Đi nếm mà rồi, GoPro Hero 8 của GoPro anh ấy bị đầu đợt feature để đầu rồi yàng số bị rồi. GoPro ở đầu để left firmware số để firmware trang này của đi cái biểu đồ gì mà này. Đi firmware cái rồi GoPro Hero 8 đã thua bị rồi. Đã chăng GoPro series đã mày nhà rồi. Đã đi khu đi đến biểu mày chỉ đầu rồi mà rồi. GoPro Hero 8 mà về, anh đi phát hiện này nhà này của mày chụp bạn này. GoPro nói chung là Hero 9 mà rồi. Khu firmware là cái spam lô thì rồi. Khu biểu đồ phát hiện này rồi nhà mà không bảo. Tuy nhiên công suất cái rồi. Chuaco control này anh biết rồi mà, khi nào test khuyên này customize thì setting này của control mà lâu đó về này, chuaco anh để xin control này không, feature này biết rồi làm chưa bài. Thì này mà này chuaco control cả, khi nào đi test khuyên mà bài setting này bù biết rồi, thì GoPro mày ấy khi nào sử dụng làm chưa bài. Rồi cũng tutorial lâu hơn rồi, coi cái GoPro Hero 8 máy này nhá, cũng cho nó cái post lên ao máy này GoPro app thì thay firmware lab go, download xuống biết rồi mà, cũng cho nó video mà biết được, SD card này ô. Update folder folder mình khen mình thay lại mà phải bảo đấy thay bê 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 số ra này SD card của GoPro Hero 8 theo thay bê đó bảo phone này đan này cứ lúc update lúc đó mà phải bảo đấy ra rồi nó GoPro Hero 8 left firmware của thay bê phải bảo đấy phát hiện là cứ lúc mới xác định mà mình bị rồi chỉ rồi giả bảo đấy coi cái Hero 8 cả left firmware của thay toa bị đa làm thay anh đi ra số ra mình chỉ rồi giả bảo đấy alo thay bê bê số ra này cứ cho nó xác biểu toa mày GoPro left firmware feature này ở xác biểu toa mình rồi giả mà phải bảo đấy thì chú ở cố gắng nên khai một đoạn post mà tin hàng này website này mà tôi biết được khai mấy số này cho tôi có một đại mà này ở đi website này mà tôi biết được mà bỏ lại chú ở cái GoPro này bây giờ scan phải biết được khai mấy số này ra vào đấy GoPro left firmware khai một đoạn Android hoặc iOS đó rồi sau biết được chú ở control số application của này tôi vậy tất cả những software store mà tham biết được phone này thì sẽ application mà thay biết được mà khai mấy số này ra vào đấy à đó là cố xem video này khai luôn ra vào đấy cố bấm mạng tàu này ra setting này ô khu lô chú ở cố gắng screenshot xóa video mà tập ổn nên tính thả video scan phát mạng xuyên này khu Hero 8 mà lập phán vật tính thả nhé lùi rưu bác khăn lô giải phía bảo này GoPro mà bà này chạy này ô lâu mà tí tí chạy ra chú ở cố gắng scan phát video này chạy ngô quá tí phía nó lô giả bảo này đi chạy gặp bề mạng tàu mà này xuyên GoPro đi em nhá yếu xin khu rêu bởi giải đảm yếu xuyên cố yếu editing lâu đời chạy ra yên chạy này tất khả này kết yếu bây giờ mà nhớ để học rồi sinh ra được sinh trai này tôi mà chưa bảo đi câu lý ở đi mà miền này tại mẹ cứ chơi ngô đó cho scan em nhà tôi này phải được chưa qua miền này bao nhiêu mà chưa bảo đi scan phải lại bị rồi này chơi ngã đặc khai đấy tại bị tôi mà chưa bảo đi nói ra cô mà GoPro để cho cha miền ấy xí đi rồi này đi screen over win win video mà scan phải lại đàn này đặc khai đấy chưa có cả scan phải video GoPro đi anh nói chơi ngã quá đi đặc khai đặc biệt gì mà lúc bây giờ mà phải bảo đấy ông nào information thay ra thì phải bảo đấy thì GoPro Hero cả bắt đầu bán số nào sắp mua gì mà bắt đầu cái cô nhân này ông nào nhân này thôi chứ nào mới xuống này lâu lâu ra vào đấy thì mà nó cho nó cô nhân này mình sẽ thôi chứ vào mấy thì mà nó line tôn line bảo vào đấy Hero 8 alo đi cô ấy này mình đi sẽ thôi lại vào mấy rồi thì mà chưa cô ấy biang tua babi, rau, jual gua scan papi sana. Kamera aku lebih pun lain dek chain nine ma. Hero ini banyak information, online information ni aku lebih screen ma piapa ma piapa. Nampak kalau restart itu korang GoPro ya video footage itu, terbalik lebih software itu, aku GoPro left hand way ten hari GoPro Hero ni jaya mesuain. Account zon terbalik pun yang lebih dapat piapa. GoPro ni ma Hero 7 ni sah video ma high pass mood sura di ko video jadi cô ấy video footage đi ô, lô liao stabilize lâu đời sinh bảo vệ, thì lô miếng hộp này, ai stabilize này cô lại pay video mà, khi nào lô về tụi mình bảo là chạy audio đâu về, chụp video mà stabilize lâu mới xuôi, restart rồi rồi application ship vào, tụi ấy CEO Robert McIntosh phải vào, Robert McIntosh cô, cái restart đi công này ô, GoPro này vào, đi nét mà quay lại video mà, GoPro left hand way mà, restart đi software này, lâu lâu mới xuôi, còn đâu phiền, phi lô bị tháo vào. FPV drone này máu này chỉ cho nó restart đi so với account load được GoPro series này rồi, cú Hero 8 này Hero series phía bên GoPro series này cú là Martin này cú ở đó restart này luôn mà so với account phía bên đi FPV drone này máu này chỉ cho anh restart đi cả mà phía bên này cú tàu này này application này cú phía bên này restart đi à load rồi so rồi đi GoPro mà bên này chạy rồi đi ra vậy trong khoảng một tòa này account đi ra được phải biết rồi đi lại cú stable lại phía ở biểu bị tòa phía bên restart đi application account đó alo alo ăn rồi GoPro phone wallet này bây giờ để video đi mà restart đi account đó alo alo mà phải bảo GoPro về ô
timer ပေးပြီးတော့မှဘယ်အချိန်မှရိုက်ချင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်း timer ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီ minute မှာအတိအကျခန်းပြီးတော့ရိုက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှရက်မယ်ဆိုတာအစား timer ပေးပြီးတော့ရိုက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ထင်ရှားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့အဲ GoPro 8 firmware lab တင်ထားပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဖို့အတွက်အဲဒုံးကြီးပြလို့တဲ့နေမှာအဲ့ဒီဒုံးကြီးလွတ်တဲ့မှတ်တမ်းကိုအဲဒီ GoPro 8နဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်နိုင်ပါတယ်အပုံမှန်အဖြစ်တော့အဲ့ဒီဒုံးကြီးလွတ်တဲ့နေရာကိုအဲ3ရက်အကြမ်းပြ82နာရီအတွင်းမှာလူဝင်လူထွက်ကိုလုံးဝကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့အတွက်အဲဒီ GoPro ကြီးကိုသွားပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်လည်း Wi-Fi ရေနေရာတွေအဝေးရလန့်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်မရတော့ပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့တကယ်ကိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ကင်မရာတွေနဲ့ဆက်တဲ့ချပြီးမှအခုလိုမျိုးရှော့ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုရှော့ကိုဒီ GoPro 8 firmware lab တင်ပြီးတော့မှတိုင်မာပေးလိုက်တာနဲ့အာကို82နာရီနောက်ဒီနေ့တိုင်မာပေးပြီး82နာရီမှရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်မာပေးလိုက်တာနဲ့အခုလိုရှော့ကိုရသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကိုသွားနေတဲ့ speed ကိုမူတည်ပြီးတော့မှ below speed ရောက်ပြီဆိုရင် record လုပ်တဲ့ဆိုတော့ QR control customizer မှာရှိတဲ့ setting နဲ့မှဝင်ပြီးတော့မှ delay speed setting မှာဝင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ20 km/h မှာ Spain နဲ့နေနေရနဲ့ Spain ရဲ့ speed က20 km/h ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ record လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ20 km/h ရေးပါမယ်အဲဒီကဲလို့ Spain speed ကဘယ်လောက်ထိနေသွားလဲဥပမာ5 km/h ထိမှနေသွားတယ်ဆိုရင်တော့ရက်မှရက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားမယ်ဆိုရင်ဒါအလိုလျောက်အဲ့ဒီ speed နေနေရောက်ပြီဆိုတော့လည်းအလိုလျောက်ရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုတိုင်းကတော့5 km/h ထိရောက်တဲ့အချိန်ကြာရင်ဘယ်လောက်ထိဘယ်နှစ်စက္ကန့်သို့မဟုတ်အဲဒီမှာတော့စက္ကန့်ဆိုတော့ဘယ်လောက်စက္ကန့်ပေါ့အလွန်တော့ကျွန်တော်60စက္ကန့်ဒီပဲရမှာဆိုတော့အဲ5စက္ကန့်ဒီလုံးမယ်ဆိုရင်လည်း5 second ဒီပေးထားလို့ရပါတယ် repeat command ကတော့ဘာကိုပြောရတာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး5 km ဒီကျသွားတယ်ဆိုတော့အချိန်ကျရင်နောက်တစ်ချိန်ကို20 km ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကျရင် record မလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး repeat လေးနဲ့ထားမှုဆိုတော့လည်းကို20 km ရောက်တိုင်းမှာအဲဒီ speed trigger လို့ခေါ်တဲ့ဒီ speed ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ video record လုပ်တဲ့ဟာလေးကဆက်ဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောက်တဲ့ data ရဲ့နေဝင်နေထက်အချိန်တွေကို timeless ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုကမဆောင်ကျင်ဘူးဆိုရင်ကင်မရာကိုပစ်ထားပြီးတော့မှ GoPro ကင်မရာနဲ့ပစ်ထားပြီးတော့မှအဲသူ့လိုလိုရိုက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့အချိန်ကြရင်လည်းဒီ GoPro ကတော့အဓိကတော့ timeless တွေရိုက်တဲ့အချိန်ကြရင်သူ့အတွက်တသက်ဒီကိုသုံးနေတဲ့ main camera ကိုမပေးတော့ဘဲနဲ့ GoPro နဲ့အဲရိုက်တာမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲပိုကကိုကတော့အချိန်ဆောင်ပြီးလုပ်ရတာမျိုးရှိပါတယ်အခုဒီလိုမျိုး function ကြပါလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုရိုက်တဲ့အချိန်ကြရင်အချိန်ကိုပေးပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ data တစ်ခုရဲ့နေဝင်ချိန်နေထွက်ချိန်ကိုသိဖို့အတွက်အချိန်မှန်ရပါမယ်ဒီမှာ GoPro မှာ GPS ပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်အ GPS ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ GPS ကလော့ဖြီးပြီးသွားပြီးတော့ timer နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပဲဗီဒီယိုရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုလှုပ်ရှိလှုပ်ထားတဲ့ဟာကို cancel လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခု power button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့လည်း cancel ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုရဲ့ GoPro ရိုက်တဲ့ file တွေကိုကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်နာမည်တွေပေးထားလို့ရပါတယ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ GoPro Hero ဒီမှာပြထားသလိုပဲသူ့ရဲ့ file name ကဒီလို GH010244 စသဖြင့်အစဉ်တိုင်းသွားမှာဖြစ်တာကိုကိုရိုက်ထားတဲ့ကိုရဲ့ GoPro ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားမှန်းသိအောင်ဆိုရင်ကိုတခုနဲ့ကိုသတ်မှတ်တဲ့နာမည်တခုကိုပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒေါက်တာမတ်လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာ file နေရာမှာဒေါက်တာမတ်ဆိုပြီးတော့ပုံနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ QR code လေးကို scan ဖတ်လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ကိုနောက်ပိုင်းရိုက်သမျှရိုက်သမျှ file နေတဲ့အားလုံးထဲမှာအဲကိုအခုပြောင်းတဲ့နာမည်လေးဖြစ်ပြီးတော့ file နေရာအမြင်တဲ့ကိုရဲ့ရှေ့မှာကိုထည့်ခဲ့တဲ့နာမည်လေးနဲ့record လုပ်လို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာရှေ့မှာလှုပ်ရှားမှုရှိမှာရိုက်ကူးတဲ့ motion detection နဲ့ခိုင်းစေမယ်ဆိုရင်လည်းအခု GoPro Hero 8မှာ fan wallet တင်ထားမယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရရဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန် CCTV ကင်မရာတွေမှာတော့အဲ့ဒီ function ရဖို့ဆိုရင် infrared sensor နဲ့ultrasonic sensor တွေပါမှာလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာ setting ထဲမှာဆိုရင်တော့ video motion detection ဆိုပြီးပါပါတယ် video motion detection မှာအဲ့မှာ sensitivity ကတော့1 to 9မှာကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်လို့တော့1 2လောက်ဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်အ start delay ကတော့ကိုဒီ setting ကိုချပြရနဲ့ဘယ်လောက်စက္ကန့်နေရိုက်မယ်ဆိုတာကိုလက်ကိုရုပ်ချိန်ရအောင်သို့မဟုတ်လူခွာချိန်ရအောင်လုပ်တဲ့ setting လေးဖြစ်ပါတယ်အဟိုတိုင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကင်မရာရှေ့မှာ motion ရတိုင်းမှာရိုက်သွားတာကိုမှ motion မရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဘယ်လောက်စက္ကန့်ဒီရိုက်မလဲဆို setting ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့5စက္ကန့်ဒီထားထားပါတယ်အ motion mask ကတော့အခုစီးမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးအပင်ရှိရဆိုအပင်ရဲ့လေတိုက်တဲ့ဟာကလှုပ်နေတာ ਨੇ အမှားပြီးတော့motion detection မှားပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရိုက်တာမျိုးဖယ်ခြင်းနေဆိုရင်တော့အဲ mask motion mask ကို
အများကြီးများတော့တင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်သူဥပမာဆိုရင်တော့အခန်းထဲမှာဆိုရင်အပန်ကလဲနေတာမျိုးဟိုအခန်းရဲ့လိုက်ကလေးလှုပ်သွားတာမျိုးဆိုရင်အဲမိုရှင်မတ်ကိုသူ့ရဲ့နေရာလိုက်ကိုမှပြန်ပြီးတော့တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲရပီမိုရှင်ကက်ချာလေးကတော့ရေးကြည့်ပါတယ်ကိုကဒီစင်းကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရပီကိုတက်လို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနှုတ်မဆိုရင်တော့အ
cô khán ai giải này ra để bù bì đồ Asian lâu lâu vào GoPro và pilot bị thao vậy. Rồi tụi mà đi web page mà soi in Dynas cái gulita đi lâu bị thao vậy. Dynas cái gulita đi ở miền đông soi lại mà soi Japan ngã giải thì giải lâu giải vậy. Sau đó là đi battery pack khu này này Japan ngã giải thì chọn Dynas cô giải gulita giải mà chụp vậy. Rồi bông này mà soi nó sẽ lên này để mà soi bông mang lia thì giải lâu giải mà đi cái lúc xây lâu thì Asian lại mà soi nó bộ máu tối ngày lấy gì sao thì biến thì ông có tennis cái gì đó nên tôi biết rồi giải mà xong là giải vậy rồi khán giả này chat thì bộ biết rồi giờ bằng cái đó ông chat thì tennis video của khu phong vân là đến hàng của hero ấy thì mà giải cũng này mà đấy nói thế bộ biết rồi đi chơi chồng giải trên này xong nó tụi mình bán tài gì ô bắt chụp phim video mà thấy ai tụi nhau nói video tụi mình xong là luôn miêu xong là giải vậy đấy nói thế thì này rồi tụi bọn mình bán này chế video tôi nói chưa bao giờ. Thì nhà power bank này always on feature mà bao bao. Bây giờ mình soi nó power bank mà GoPro hero mà trả lại bị sửa này, áp bị sửa này, auto cắt đầu video nó phải mà xem tôi nói làm gì, phiền này mà đấy. Rồi cứ cho nó biết thằng này, cứ đi mà biết thằng này. Power bank này tôi mà tao này, tennis của chơi đây này mà thì luôn mình always on bao này power bank này web video tôi mà xem bị mà chưa bao giờ. Cứ luôn mình hiện giờ tennis của chơi đây soi nó, khán giả hero mà bắt luôn mình video, để khán giả tận thua mà học về này. Bộ này nên phải xử lý rồi, enter về giải đáp chưa được. Ai bộ này ô, bộ process gì mà enter về nên giải đáp bộ này ô xử lý rồi, video này nên biến thành bộ đồ vào đấy. Nào thế feature được qua rồi, cứ làm hiện giờ là feature của đồng biểu video mà construction side mà cứ vậy sau bộ PC mua tennis này giải mà soi giải thao giải chưa vào đấy. Cứ vậy construction side cả, lồng ngang bề trên mà sao đấy, lồng ngang bề trên mà xong tới lịch sử rồi, thời mà bị thay video, nay giờ mà ID setting thời mà construction tennis của khu setting thời mà giải toàn mà soi giải lâu giải chưa bao đấy. Thà rồi nó GoPro left phần quay ở trên này bị sửa này, cô mà chỉ là GoPro AK trở rồi cái thay video tối nay làm mà lột thay mà đấy, left phần quay mà bật lại function này mà tối hôm sau đó mà nay đó cô ấy này giờ camera setting video setting này piao mà soi chưa có lý do scan phải đan này, lúc này cũng mình xem này, piao này nào đi được cái này, GoPro left phần quay feature trolley của tối nay bà bị, rồi GoPro left phần quay của channel luôn vậy. Aku video GPU soi no, senda jisu bawah lo pelajar lo bawah ni. Aku lo cuma ni bila ni pada video ni cahaya terus soi. Taruh ramai YouTube channel orang subscribe lo bila apa. Taruh ramai mana dogon le, orang jisu bila aku lo ni bila ni pada video ni, flow ni, jisu lo jangan macam apa. Alam cipta macam ni.